Xin mình chào tất cả các anh em, các cô chú, các bác trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay cửa hàng Tùng Mít Audio giới thiệu đến tất cả các bác 3 mẫu bát 25 và có cái cấu hình củ từ khủng long bạo chúa các bác nhé. Và hôm nay em có review cho tất cả các bác xem này. Gân vải này, từ 170/63 của Martin này. Gân mút xốp này, cũng từ 170/63. Con này làm củ từ cực khủng đối với dòng gân mút này. Đấy, khẳng định một điều hiện tại bây giờ các mẫu trên thị trường thì con bát 25 gân mút này là củ từ khủng long nhất các bác nhé. Nếu gân vải nó làm từ 190 hay là từ 160/170 thì nó không nói làm gì. Nhưng gân mút ở đây thường thường người ta chỉ làm từ 120/160 hoặc từ 140 thôi. Nhưng các bác đang được chiêm ngưỡng ở đây là một đôi bát từ 170/63 bằng công suất của con bát 25 Martin này. Với cái dòng này nếu mà các cái loại mà 2V500 mà từ kép ý, thì loại nó còn loại nó gọi là 2V500 để trang trí thôi. Còn nó công suất sẽ không bao giờ khỏe được bằng như thằng từ đơn này được. Từ đơn là từ công suất lớn và các bác có thể thay vào loa lằm, loa cây, dựng mới. Với cấu hình nếu anh em hay nghe nhạc ý, thì các bác có thể là chơi cái loại gân mút xốp như này. Còn ông hay hát karaoke thì có thể chơi các dòng gân vải như này. Đấy, thì hôm nay em có cái chương trình là có khách lấy cái dòng bát như này thì em có quảng cáo để cho các bác là lựa chọn cho nó dễ thôi. Đấy. Và hôm nay thì lưu ý các bác nhé, nghe nhạc sâu mềm thì các bác chơi cái dòng mà bát gân mút. Còn đâu mà mình chơi cái loại mà hát nhiều thì chơi gân vải. Bát 25 Martin này, từ 170/63, xương nhung đúc và gân vải tẩm dầu. Màng rất là nhiều cái sợi bông thủy tinh. Từ 170/63 các bác nhé. Bát 25 gân mút này, từ 170/63 này. Loại này các bác hỏi em là thương hiệu gì, nhà em không làm thương hiệu gì chứ là. Các bác đặt hàng chỉ cần là đọc mã là 25 gân mút để Tùng Nguyễn xuất hàng cho đúng thôi. Củ từ 170 và con 63 xương sắt. Gân mút xốp đánh trống rất là sâu và uy lực nhá. Dòng này chịu đòn đẩy rất tốt, các bác đánh đẩy thoải mái. Củ từ to, công suất lớn. Và con này là một loại gọi là củ từ khủng long đây. Nói là khủng long thì phải có khủng long để cho các bác xem. Đây một loại khủng long này. Đây là một dòng bát 25 BM từ 190 con 75 L10 750. Đó là bát 10 inch là bát 25, còn 750 là côn 75 made in gọi là China, 600W trên trở kháng 8 ohm. Đây là công suất đề ra thôi, từ 190 nhá. Con này từ 170 này, một găng tay này, đây là sải tay này. Bát 25 có cấu hình củ từ cực khủng. Đối với dòng bát này thì các bác mở nhạc lên thì hát rất là sáng và công suất lớn. Màng sơn dầu, gân vải tẩm dầu 2 gân, hàng chính hãng của nhà máy China nhá. Đấy, các bác nhìn này, màng lấp lánh sức công thủy tinh này. Kẹp lỗ là thép trắng, kẹp lỗ là thép trắng. Hôm nay cửa hàng Tùng Nguyễn Audio có review cho 3 bác khách 3 đôi bát này. Ở trên tất cả mọi miền Tổ quốc Việt Nam mình, đặt hàng của Tùng Nguyễn em có thể ship hàng cho các bác qua đường bưu điện. Các bác nào mà có tuổi rồi 50-60 thì cứ nhận ở nhà hút thuốc nào, uống nước chè và nhận hàng thôi, không cần phải đi đâu cả, em sẽ gửi các bác qua đường bưu điện. Còn bác nào mà trẻ trung mà cảm thấy mà nhận được qua đường xe thì ví dụ các bác có thể lấy đơn hàng to to một chút, ví dụ combo hay gì đấy em gửi xe. Còn bình thường cứ lấy một đôi bát này, cứ ở nhà hút thuốc nào mà uống nước chè này, nhận một đôi bát này, bưu điện sẽ mang tới tận nhà. Và hôm nay cửa hàng Tùng Nguyễn xin chào tạm biệt tất cả các bác nha.